anh, mình ở cứ tạm thôi anh. À, cái tình thương nó quan trọng, chứ không phải đồng tiền quan trọng anh. Mà dạ, anh đang dành đất gì tao. Ê, kệ không nói anh, kệ. Dạ. Đây phát hiện một cô gái mặt nửa đen nửa trắng. Ê, trời, nhìn thấy ngộ lắm kìa. Mà thấy ngộ lắm, nhìn mặt thấy ngộ lắm chứ không phải như mặt người ta. Mon, ơ, bo. Lại coi kìa ba. Nè, yeah, nóng con nè. Nè, nè, nè. Cho xả này vào cái từ nhỏ luôn hả gì chị? Trong bụng mẹ luôn hả? Trong bụng mẹ nó ít, nó ngậm nhiều nè, ăn nè. Ừ. Bây giờ càng ngày càng lớn, càng ăn nữa hả? Là em năm nào cũng trực ở trong là cái tháp 10 quà tháp đó. Là tháng 3 này tới nè. Rồi giờ chị định đi qua nước ngoài chữa trị hay sao? Là 3 năm nữa. À, cho mình đây đi. À, rồi đó giờ có ai hỗ trợ mình gì không chị? Ê, trợ dạ, có ai hỗ trợ mình gì? Tiền. Nhiều dữ không? Hả? Nhiều dữ không? Các em có ngôi nhà rồi. Vậy đó hả, giờ có nhà. Ông già với bà già, ông già qua đời rồi. Rồi đó là ít hả? Hồi đó ít, lớn còn mới nhiều. Dạ. Ngứa không chị? Ngứa không? Trời lạnh quá thì nó đen. Còn này là rồi chị con mắt bên đây thấy rõ không chị? Thấy đỏ quá vậy? Không bằng mắt bên đây. Thấy đỏ quá vậy? Nó bị che lại rồi bị thịt lòi ra che lại đỏ mắt. Mà miễn cậu gãy mạnh ha là nó xịt cậu kỳ kỳ nhẹ nhẹ. Đúng rồi. À cũng như nó nổi hết hồn ha. Là bồn hiu là anh nhìn thấy biết rồi. Đâu ai lại gần em đâu, để nó thiệt. À. Rồi đi xe rồi sao dám đi chung? Sao người ta dám đi chung? Người ta có em sợ mình không? Không, người ta có sợ mình không? Có, nhóc người sợ luôn. Rồi. Nhà đâu là anh chị? Em ở ngay Mỹ Quý. Cái này nó có bị lây không hả chị? Không, bảy anh được. Anh nào đẹp trai cũng gian anh đó. Vậy đó hả? Có dạ em không quên đâu. Nhất là em biết con cái em biết gì không? Sao vậy? Cha mẹ không biết. Thờ, để dạ. Nghĩa là sao anh biết không? Sao chị? Cái mắt dại anh không biết thương cha mẹ, anh hiểu ý nghĩa không? À, bảy anh đực ha. Bảy anh đực đó. Chị là Út hả? Đương ở này em nói thẳng, có trời chứng giám em cũng nói nữa. Cái này em buồn cuộc đời. Chị sao buồn không? Cha đi rồi mà chị thứ 8 nè, thôi chồng muốn về dành của em, anh thứ 5 cũng về dành của em được. Dạ. Em chống mắt lên, em dán nghe mẹ, dán mẹ cho mẹ em qua khỏi cái giò thôi. Em mẹ em chết rồi, em cũng đi về xứ mẹ này thôi. Rồi chị ở đâu? Quê chị ở đâu? Mỹ Quý. Nhà thứ 8 nó kêu em về được cái giấy cho nó được, để lại cái đó, em không để đó. À. Vậy đó hả? Giá cho bà già cho qua khỏi thôi. Em bà già chết rồi nha, em về xứ mẹ này nè. Dạ. Em nói luôn. À. Tại vì nó chất độc mà. Chết thì thôi, mình ở cứ tạm thôi anh. À. Tình thương nó quan trọng, chứ không phải đồng tiền cũng quan trọng anh. Mà dạ, anh em dành đất gì tao. Ê, kẻ không nói cái dạ. Này thấy tội quá ha. Em nói một câu nè. Ôi, rồi chị có chồng không? Không. Không có chồng em hả? Em không lấy chồng, nếu em lấy chồng là dễ gì nuôi cha mẹ được. À. Hồi đó nó hấp cha mẹ ra ngoài mà. Thế giờ em không quên đâu. À, rồi năm nay chị nhiêu tuổi rồi chị? Em nay hả? Dạ. Tuổi mẹo là 36, 37 tuổi hả? À, bằng tuổi em. Rồi chị cho em xin số điện thoại, có thể là cô chú anh chị nào có lòng hảo tâm á, có thể hỗ trợ chị á. Chị có thể đọc cái số điện thoại hồi chị. Đó là cái ngôi nhà đầu tiên á, là ta mấy người trúng số đó, người ta lại người ta cho em đó. Hồi đó em ở cái đìa. À. Cái nhà đầu tiên là nhà bự nhất là anh thứ 79. Ở đìa là mình cất nhà sàn hả? Không có anh đâu ạ. Nhà tường cất lên luôn anh ơi. Mon. À. Rồi tới cái đìa đó. Rồi quay qua anh dành. Anh nói vô anh nuôi mẹ với nuôi cưng với nuôi cha. Ai giờ đá cho mẹ ra ngoài. À, cỡ tuổi mà lớn mình mới nó mới mọc ra cỡ này chị. Em còn nhớ mà 20 tuổi. 20 tuổi là mới mọc ra cỡ này hả? À? Hồi xưa nó. Hồi đó nó... em phan tiền dẹp lên đài chứ bộ. À. Lên như bút này biết bao nhiêu lần còn không có hơi gì anh. À. Em mục này là em lúc mà mình mọc là. Ý sao quý mẹ này chị? Sao quý chị? Hồi đó là em bị chiếm nhà đó. Em xuống nghe mẹ là mẹ chưa có làm này. À. Em nói mẹ ơi cứu con với. Giấy gì con ước gì cho người ta trúng số, cho người ta cho con lại cái ngôi nhà khác. Thiệt có thiệt vậy. Người ta trúng số người ta cho mình luôn hả? Đúng. Nó cắt nhà mà. Cứ vậy không quên đâu. À. Đi mình em à. Rồi vậy mình có ngứa không chị? Ngứa sao con anh? Ngứa hả? Ngứa anh quý. Giải gì rồi giờ uống thuốc hàng ngày hả gì? Đúng. Uống thuốc giật. Em bị giật công phong mà. À. Trời ơi. Rồi chị 3 năm nữa là chị đi nước nào? Đi ra là công an huyện. Là ngày công an huyện đúng không? Em ghét công an xã. Dạ. Tại vì
sao gạo hàng tháng không cho. Em nhắc công an huyện không à, anh hiểu không? Em hiểu rồi. Nó nói khổ thèm đi. Gạo hồi đó là đương khổ, là đương ông già đương bệnh gan phổi. Chị cho em xin cái địa chỉ của chị chính xác được không? Chính xác luôn nữa. Cái địa chỉ cho chị. Em cũng nói trước cho anh biết. Anh tới đó rồi anh coi y gan là cái nhà em đương làm ha. Dạ. Cái nhà sau ha. Dạ. Có gì nói anh tới nhà để em biết. Má em giờ đương bệnh. À. Rồi địa chỉ chị chính xác là. Còn cái thằng nhà sau đó anh thứ năm là mới cắt hồi năm rồi là nó xin về ở đậu em nè. Ở dưới đầu ngàn sao anh không cắt? Anh có nền nhà đó. À. Dành cái đó em. Rồi bảy người dành hết hay là không, có một người hai người dành? Ba người dành hả? Ba người dành hả? Công an đã nói rồi mà. Mà ở đó ngay thành phố có gì mà dành? Không. Ngay xã Mỹ Quý. Mỹ An lên núi á, biết không? À biết rồi, em biết rồi. Biết cái tháp 10 không? Biết tháp 10. Ông tin ông tới tháng 3 này nè, lễ tới nè. À. Ông vô ngay chỗ tháp 10 tôi ngồi gia đình đó. Ông nhìn thấy tôi. Chị tên gì? Phan Thị Diệp. Phan Thị Diễm mà ngay Phan tháp 10. Phan Thị Diệp. Ừ. À ở tháp 10. Là hỏi ông Mười Hí là ông Mười biết dành tôi. Bữa là ông nhờ ông Mười đó. Ông mới gắng nói câu nè, trả giấy tờ đi làm kỳ thôi vậy. À. Tôi hỏi làm chị mà đi làm chỉ tuấn châu tôi cũng xuống con mèo mà chỉ để thay tên là tuấn châu không. Ông Mười xét giống ấy, trả giờ làm kỳ thôi hả? Để ông làm rồi cho con đi lên nghe dụng đi. Dạ rồi. Thì em để em tung lên rồi có ai mà dành quyền lợi giùm cho chị thì cho đỡ cho chị một chút ha. Không, em vợ em nhờ công an hả? Công an huyện. À nhờ. Em chửi công an xã luôn hả? Chửi luôn hả? Công an huyện với công an xã, công an huyện với công an tỉnh à. Em nhờ hai cái người đó. Rồi vậy thôi em cảm ơn chị ơi. Trời té đi. Dạ, chào chị ha, chúc chị sức khỏe nha chị. Chúc sức khỏe chị nhiều ha. Cái ngôi nhà đó hồi đó nó thẳng anh câu á. Em nói rồi nuôi má xong là rồi đó, anh muốn dành em cũng ra hả? Giữ rồi đây à. Có mẹ rồi còn với đâu sợ mẹ trong tâm mình chứ gì. Dạ mẹ giúp mình đó chị ơi. Đúng đây. Anh muốn dành đây. Thì anh dành đi chết em đang chết. Đi mẹ Đông Hải. Đúng. Đây mẹ Nam Hải chứ. Em hỏi là năm nay tuổi mẹ không? Mình cái khuôn mặt mình bị như thế này là hồi năm nào chị? Hồi bị 20 tuổi là năm 20 tuổi hả? Là lúc ban đầu mình bị là bị bự gì luôn hay là không, sao? Hồi đó nó ít. À. Cái này chị có đi bệnh viện khám hay là gì không? Có. Bên ông bú hồi xưa chạy. Em trong máy đưa ra máu không còn tưởng tượng. Này là bác sĩ kêu bằng bệnh gì chị? Bị là bú. À bú. Ờ, bú. Có gì nó nói. Ngày thường là mình uống thuốc hay sao chị? Uống thuốc giật tim đây. Giật cái tinh thông á hả? Hồi đó là em nhờ cái cây lửa đồng chở em từ ông bú chở về. Đây mọi người. Ngay trọng quý đó là rất là đáng thương luôn nha, chị bị nổi cái một bú trên khuôn mặt này. Chị có số điện thoại không chị? Có. Đó. Chị à, cho em xin số điện thoại nha chị. Nè, có biết chị có con nhớ số không? Chị được cái bệnh này á thì chia sẻ cho chị. Nhắn số anh vô là thấy số em à. À. Tại vì bây giờ em giá. Rồi chị là bấm đây rồi em đọc cái số em. Người ta bấm vô cho em. Mấy người cho tiền em là nè. Rồi đây em bấm số em vô. Mấy người xa không đó. Bộ đồ mới này cũng người ta cho em nè. Có gì nói đấy. Rồi để em nhá cái số hôm qua có ai mà một qua chuyện của chị này. Chị tên gì chị? Phan Thị Diệp. Phan Thị Diệp nha bà con. Thấy không? Số em đó. Trên mặt là rất là. Ví dụ như mai mốt có ai hỗ trợ thì em có thể em tới ngay chỗ Mỹ Quý đó, hỏi nhà xong cái tóc là anh Vũ đó. Anh đó cũng bỏ nhà ra đây ra đi đó. À, cũng dạ. Dành anh em đó. Dạ. Tại vì có mình anh đó thương em thôi. Tên Son. Dạ. Son thức tóc. Nói vậy là biết hả? Anh Vũ của em. Đó quý dạ. Có biết nơi nào mà điều trị được cái bệnh cho chị này cho đỡ thì mọi người chia sẻ lên với em nha. Rồi em chúc chị sức khỏe chị ơi, cảm ơn chị nhiều nha chị. Dạ.